cò lặn lội bờ sông, kiếm gạo nuôi chồng tiên khóc nỉ non. Thân cò cực khổ heo hon, gốc gác của bài Chùa Hải Bằng hiện nay vẫn tồn nghi rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có lẽ điều thống nhất một điều là từ Quảng Bình vào cho đến Ninh Thuận, cái trò chơi bài chòi ở Bắc Trung Bộ nó không trở thành sân khấu, nghệ thuật sân khấu như là ca kịch bài chòi ở Nam Trung Bộ. Chính vì vậy mà cái vùng dân ca bài chòi, hô hát bài chòi ở Nam Trung Bộ nó mạnh mẽ vì nó trở thành bộ môn sân khấu cổ truyền. Bạn mình đây, ai bạn mình đây là cái con đó, họ là đó. Cuối năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một trò chơi dân gian, tích hợp trong đó cả thơ, nhạc, hát, diễn xuất, ứng tác với nhiều yếu tố ngẫu hứng, tài tử đã được khẳng định trên vị trí bản đồ văn hóa nhân loại. Chắc chắn không phải là điều may mắn, tình cờ hay một sự ngẫu nhiên nào khác. Sự thừa nhận đó có thể còn là chất xúc tác cho sự phục hưng môn chơi nghệ thuật này một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phát huy di sản quý báu tốt đẹp này. Bài chòi như tên gọi đã thể hiện tính chất và hình thức của một trò chơi. Thực ra lúc đầu nó đơn giản chỉ là trò chơi mang tính chất may rủi như cờ bạc diễn ra trên những chiếc chòi. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn còn những cách lý giải khác nhau về nguồn gốc chiếc chòi trong trò chơi này. Thì trước đây có những giả thiết là khi vào xứ Đằng Trong, thì những lưu dân, người ta làm những cái chòi canh rẫy ở trên núi, ở vùng Trung Du cũng như ven sông để trồng trọt đánh bắt. Nam nữ họ bày cái trò ra là họ nói chuyện về yêu đương rồi này kia, họ mới làm cái hát ống. Tức là hai cái ống tre bịt da một cục, hai cái đầu dây nối lại với nhau, chòi này qua chòi kia. Là một ý kiến khác nói rằng để cho cái trò chơi nó sang trọng thì người ta làm những cái chòi của sĩ tử khi thi đó. Nhưng mà một cách cụ thể hơn, dưới cái nhìn của góc độ sân khấu thì người ta nói rằng các chòi phải cao hơn cái mức người ngồi bình thường. Dẫu vậy, yếu tố may mắn của trò chơi mang tính may rủi cũng chỉ mang tính tượng trưng. Người chơi bài chòi có nhiều sự quan tâm hơn là một phần thưởng may mắn. Đó là ở các làn điệu dân ca, là sự hoạt náo của người chủ trò, còn gọi là anh hiệu, là sự hấp dẫn khi đoán định những con bài qua sự ám chỉ hài hước của lời ca. Chơi bài chòi vì vậy chủ yếu hướng tới sự thưởng thức chứ không phải là căng thẳng hơn thua. Cứ như thế, cùng với thời gian, tính chất nghệ thuật của trò chơi này ngày càng được nâng cao theo nhu cầu thưởng thức của người xem. Với cái trò diễn sướng dân gian của trò chơi may rủi thì lại đồng thời với nó lại có yếu tố văn học, yếu tố văn học, yếu tố âm nhạc, yếu tố trình diễn. Chính vì vậy nó hấp dẫn. Khác với điều người ta thường nghĩ về nghệ thuật dân gian, những thành tựu thường đạt được qua quá trình kế thừa lâu dài và ổn định, bài chòi hình thành và mang bản sắc của một cuộc vận động kéo dài cả dải đất miền Trung Việt Nam, theo hành trình mở cõi của cha ông. Hòa trộn trong đó là sự giao thoa văn hóa đa dạng giữa yếu tố lưu dân và bản địa, cùng sự du nhập các yếu tố ngoại lai qua hoạt động giao thương trong khu vực. Và những nét tinh túy, ý nghĩa trong từng câu ca xưa đã được các nghệ nhân thâu nạp vào hô hát bài chòi.
bộ bài Tới được dùng trong trò chơi bài chòi đến nay vẫn là một ẩn số về nguồn gốc và thời gian xuất hiện. Một số nhà nghiên cứu cho rằng có sự liên hệ giữa bài Tới với bộ bài Tổ Tôm. Biểu hiện là sự tương đồng về số quân bài và cách phân chia thành các pho cùng có tên là văn, vạn, sách. Sự tương đồng ấy còn thể hiện rõ ràng hơn giữa bài Tới và bộ bài Tiền Thẻ của người Hoa. Điều đó cũng dễ hiểu bởi ngày xưa giới thương nhân người Hoa thường hay ra vào các cảng thị miền Trung và vì vậy đã có sự tiếp xúc lâu dài với cư dân Việt. Sự giao lưu và tiếp biến văn hóa vì thế tất yếu phải diễn ra. Cái thế giới của bà chòi, cái hình tượng bà chòi đó là thế giới của người Bình Giang, người ta ngạc nhiên. Giữa một thế giới của có ông thái tử, có ông thầy tu, rồi có học trò, tức là những nhân vật rất quyền quý, sang trọng, lại có những cái sinh vật khí như vậy, những dương vật, những âm vật như vậy. Và cái cách nói cũng rất bình dị và có vẻ hơi phồn thực. Tuy tương đồng về hình thức với Tiền Thẻ, nhưng tên gọi các con bài trong bộ bài Tới chắc chắn là một sáng tạo của giới bình dân. Những tên gọi trực quan, nghịch ngợm và mang cả ước mong về một đời sống no đủ. Tuổi thơ thì mình rất thích cái bộ môn bài chòi. Chỉ một cái chòi đơn giản thôi. Cái bà con xúm lại cái là ngồi chơi cái là gõ vô cái thân tre á. Mỗi lần đến là gõ cốc như vậy á. Là ai mà đến tới rồi, tới bài rồi đó. Kinh cờ là gõ vô đó để biết, để mà anh hiểu biết rồi đó là người nó đã trúng thưởng. Không có chiến tranh là người ta dựng chòi như là cổ truyền. Nhưng mà dần dần người ta thay bằng ghế, cuối cùng là bằng chiếu. Về mặt âm nhạc thì có nơi rất cầu kỳ là phải có nhị, phải có trống chiêng. Nhiều nơi chỉ cần cái mõ thôi là có thể chơi bài chòi được. Hiện nay thì mình thấy bài chòi ngày còn sáng trọng. Xưa, một hội bài chòi tiêu chuẩn thường có 8 chòi quân đứng quanh một chòi cái. Người chơi ngồi trên các chòi mua 3 tấm thẻ có dán con bài. Một con bài được hô trúng đánh dấu bằng một lá cờ nhỏ. Hội bài kết thúc khi có người trúng đủ 3 con bài trên tay. Trong cái bộ môn nghệ thuật bài chòi thì mình sử dụng cái mà nhiều nhất là 4 cái làn điệu. Xuân Nữ, Hồ Quảng và Cổ Bản với Sàng Xê. Anh Hiệu, chị Hiệu là có cái khả năng kiến tài nữa, tức là anh sáng tác tại chỗ, không phải là bài bản nữa, thành ra người nghe bắt đầu bị đánh đố lại. Đơn giản thế thôi, nhưng có lẽ người chơi bài chòi thường mong một điều bất thường, đó là hội bài càng kéo dài càng thích. Để thưởng thức tài năng của anh Hiệu và trì hoãn cái khoảnh khắc được trúng thưởng cũng là một niềm vui. Cái con bài anh đợi nó nằm trong tay của anh Hiệu, không biết là con bài gì, là mang tính trò chơi rồi. Nhưng mà cái anh Hiệu hô lên như vậy là bắt đầu mình vận động, vận não, suy nghĩ. Thế là nó nói cái gì nhỉ? Đấy, nó nói về nhan sắc nào đó, cái lông mày. Và mình nghĩ tới nhiều chuyện, con lông mày nó nhọn, là nghĩ tới con nhọn. Nhưng mà cái lông mài có thể là lông mài lá liễu hay là con liễu. Chính vì vậy mà hấp dẫn. Hô hát có thể nói là một sự ứng biến rất nhanh nhạy, thông minh, nó phù hợp với cái tính bất ngờ của các cái quân bài. Ai chưa ngó lên hòn kèm đá dừng. Thương cha nhớ mẹ. Thông qua trò chơi hô hát bài chòi, những người tham gia còn được nghe những câu hát về lao động, sản xuất, tình yêu đôi lứa và những chủ đề khác. Trải qua thời gian, đến những năm chiến tranh chống Pháp và Mỹ trong thế kỷ 20, những câu hát ấy thậm chí còn được biến tấu thành loại hình ca kịch để trình diễn trên sân khấu. Người ta gọi đấy là nghệ thuật dân ca bài chòi. Dân ca bài chòi lúc này không đơn thuần mang tính chất giải trí nữa, mà còn hướng tới một mục đích khác. Đó là truyền đi những thông điệp nhằm kêu gọi, động viên, khích lệ tinh thần kháng chiến kiến quốc của quân và dân ta. Cung văn này sẽ đứng lên đi xử hắn. Trong bốn cái làn điệu chính của hô hát bài chòi,
là nó biến tấu trở thành là một cái giai điệu, một cái âm sắc để trở thành một cái vở kịch diễn, vở diễn rất là sâu sắc. Phải nói là qua cái anh em văn nghệ sĩ, cái lớp đàn anh người ta đã đóng góp hết sức to lớn trong việc gìn giữ câu hát bài chòi, kết hợp nhuần nhuyễn với dân ca và phát triển những làn điệu mới. Bài chòi mang tính cộng đồng cao, tính nghệ thuật cũng đa dạng. Bài chòi vì thế cần có cộng đồng và những người chủ trò thông minh, có tài lôi cuốn người xung quanh. Sự phục hưng của bài chòi cần đến cả hai yếu tố ấy. Ở các vùng nông thôn Đà Nẵng trong những năm gần đây, hát dân ca và chơi bài chòi được nâng lên thành phong trào nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước. Mỗi lúc mà chúng tôi đi phục vụ bà con như vậy thì nhìn thấy cái sự tham gia nhiệt tình của bà con, yêu thích của bà con, ngồi đến cuối cùng với chúng tôi trong mỗi đêm diễn thì đó là cái niềm động viên lớn nhất đối với anh chị em câu lạc bộ chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức là thí điểm cái chương trình đưa dân ca vào trường học. Một tuần là chúng tôi dạy 2 buổi vào những cái giờ sinh hoạt ngoại khóa cho các em học sinh trong 6 trường và cái kết quả đem lại là ngoài mong đợi. Chúng tôi có tổ chức mở cái lớp bồi dưỡng trực tiếp cho giáo viên dạy âm nhạc của 42 trường trên địa bàn huyện. Thì hàng năm định kỳ 2 năm một lần, chúng tôi tổ chức liên hoan các câu lạc bộ em hát dân ca cho các trường. Và thông qua cái liên hoan này, chúng tôi đánh giá cái hiệu quả hoạt động của tất cả các câu lạc bộ trên địa bàn huyện. Chúng tôi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng diễn viên để làm đàn cốt cho các câu lạc bộ. Và đặc biệt là chúng tôi hướng vào nhà trường là đưa những làn điệu dân ca này nhằm mục đích là giữ gìn và phát huy giá trị của cái di sản đặc biệt này. Tất nhiên ngoài cái việc đưa bài chòi vào trong trường học, đưa bài chòi để biểu diễn trong các sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt du lịch, thì phải thật sự trả bài chòi lại cho cơ sở, cho thôn. Thành lập một cái ban gọi là cái ban nghiên cứu, làm như cố vấn cho cái ban hội đồng đó, để xem xét và hướng dẫn những người mà huấn luyện á, cho nó thống nhất. Ở Hội An, có thể nói bài chòi đang có cơ hội tốt để phát triển. Trong các khu phố cổ, bài chòi thường xuyên được tổ chức trình diễn và trở thành một trong những sản phẩm du lịch được ưa chuộng nhất. Bài chòi có đất diễn, nuôi sống được những người thực hành bài chòi. Nhưng dẫu sao, chừng đó chỉ mới là một nửa của bài chòi. Để thực sự có một sinh mệnh, vai trò một sản phẩm du lịch là chưa đủ với bài chòi. Hiện nay là Hội An còn 4 thế hệ. 4 thế hệ này là đã trưởng thành, tức là đã hát được bài chòi. Nhiều đêm xuống cơ sở, thậm chí tiền bồi dưỡng thì ít thôi, nhưng mà người dân họ rất là thương các anh em, rất là thích anh em xuống tận dưới bà con để mà chuyển tải được cái thể loại bài chòi cho bà con, là họ rất mừng, thậm chí họ nấu cho anh em ăn nữa. Có và hai vấn đề, có điều kiện là chính sách văn hóa đối với bài chòi của chính quyền, của lãnh đạo, của văn hóa. Thứ hai là cái môi trường cư dân. Đứng trong bếp nấu ăn cũng hát, hoặc là đứng ở đâu cũng vậy, tự nhiên là trong lòng mình cảm thấy là mình cái tiếng hát bài chòi nó rất là thấm sâu trong trái tim của mình. Làm thế nào để cho lớp trẻ có thứ nhất là biết bài chòi nó thế nào, sau đó nó yêu, nó biết rồi nó yêu mà nó có thể mạnh dạn tham gia với cộng đồng để mà trao truyền cái chuyện đó. Ngày xưa giữa không gian sinh hoạt nông thôn, cộng đồng gắn bó, những làn điệu dân ca thường cất lên trong sinh hoạt lao động thường ngày đã mài dũa khả năng ứng biến linh hoạt của người dân. Còn hôm nay, trong một không gian đô thị hiện đại như thế này, người dân, nhất là thế hệ trẻ, dù có yêu và mê đến mấy, cũng khó có được môi trường tốt nhất để trải nghiệm cùng bài chòi. Cái sự biến đổi của cộng đồng nông thôn rất mạnh mẽ. Nó làm con người nó phân tán ra, thì những cái thành viên của cái bộ phận nông thôn cũ nó lại tách rời ra, càng ngày càng tách rời. Các anh sáng tác ấy, là sưu tầm viết mới cho các anh em để mà có những cái lời thay đổi để cho cái lúc cái bài chòi mình diễn nhiều, bởi vì du khách họ tới liên tục mà nhiều tầng lớp mà, cho nên là phải linh động như vậy.
thì nó mới hấp dẫn được. Với cái, theo cái xu hướng bây giờ, cái thời đại bây giờ nó càng ngày càng phát triển rồi. Cho nên cần phải có những cái lời mới. Việc đặt lời mới thì phải tuân thủ thứ nhất là cái tính văn học, cái tính trang nhã của văn học. Sau những bước chân nam tiến của cha ông từ mấy trăm năm trước, cũng giống như các loại hình nghệ thuật dân ca khác, dù gặp nhiều thách thức, nghệ thuật bài chòi vẫn thể hiện sức sống mãnh liệt của nó. Trải qua thời gian, các tác giả soạn lời cho bài chòi đã bổ sung một phần khuyết thiếu vì sự dừng nghỉ của các bản lời cổ. Vì thế, những bản lời mới luôn mang hơi thở của cuộc sống đương đại. Có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến bài chòi vẫn có sức sống bền bỉ, hiện hữu từ miền quê đến thành phố ở vùng Trung Bộ Việt Nam. Người miền Trung có cái độ ý thức về các mức độ rất lớn. Thế thì bài chòi cũng vậy. Bài chòi có khả năng thu nhập những cái ca khúc có ảnh hưởng dân ca trong dân gian. Vui mà, vì nó là trò vui. Nhưng mức độ, đến một mức độ nào đó thì phải quay lại với chính nó. Về mặt diễn ngôn, nó là hệ thống mở. Cho nên nó cứ tồn tại mãi. Cuộc đời còn, nó còn.